Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Kênh của mình thì là chuyên mua bán kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Và mình là Trường Giang. Mình xin kính chúc mọi người là buổi sáng thật tràn đầy năng lượng và một ngày thật là hạnh phúc nha anh em. Để quay trở lại video ngày hôm nay, mình giới thiệu cho anh em một con xe tải UKG 230, sản xuất 2022, tải là 2,4 nha anh em. Con thì thùng là chỉ có 3,7 thôi. Tải là 2,4. Thì sản xuất 2022. Dòng này là dòng cuối rồi nha nè. Dòng sau này thì là cabin ga, cabin vuông rồi. Xe thì như mới. Mình sẽ quay sơ bộ cho anh em xem trước. Con này thì đóng thùng là thùng lộn nha em, thùng lộn loại 2 thì có lươn inox nè, sàn inox. Mấy cái bửng này thì là khung vẫn là sắt, chỉ có vách ngoài là inox thôi. Sắt xi thì khỏi phải bàn, con này thì gốc ở Vĩnh Long, sắt xi rất là đẹp. Đây sàn là sàn inox dàn sọc. Chưa mở cho nè. Đây chỗ tôi đang thấy là sẵn nghe khóa bình. Xe rất là yên tâm. Chưa có vết đầy xước gì hết. Này thì bỏ lốp thì hơi tới rồi. Ô tô này thì là chạy được 58 nè. Tí mình sẽ quay vào cái phần video trong cho anh em xem. Anh chuyển thì còn dài nha, tới tháng 3 2024. UKG 230. Tôi quay vào cái phần nội thất cho anh em xem. Hôm nay mình mới chỉ rửa nước lạnh thôi, chưa có vệ sinh nội thất nên còn hơi bụi. Nào mà đến mua thì mình sẽ vệ sinh lại sạch sẽ cho anh em. Đô chuẩn 58.000 km. Con thì trang bị cho mình là cabin máy lạnh nha anh em, cabin máy lạnh, đầu radio có tích hợp USB để nhớ. Vô lăng Isuzu thì từ đó giờ cũng vậy, không thay đổi gì hết. Mình sẽ đề cái máy lên cho anh em nghe thử. Con này chạy mới có 50 mấy ngàn km thôi nha anh em, máy thì như mới.
thì con xe này mình đang chưa giá là 450 triệu nha anh em. Rẻ hơn xe mới là tầm khoảng ở 120 triệu so với xe mới. Thì hiện tại thì xe mới là có đời 2023, mẫu cabin vuông thì nó cũng lên quanh xe mới thì tầm khoảng từ 570 triệu chưa giấy tờ. Rồi mình sẽ nhắc lại là nếu có nhu cầu xài xe Isuzu 2.4 thùng ngắn thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0939529686. Rồi rất cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.